Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Vẫn Còn Vlog cả nhà mình ơi. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ các bạn nhá. Đó thì hôm nay thì anh em biết rồi đấy, mùa đông sắp đến rồi và hôm nay gió rất là to luôn anh em ạ. Lạnh. To từ sáng đến gọi là chiều luôn. Đấy, trên kia mình cũng có thả một con diều rồi nhưng mà chắc các bạn không nhìn thấy đâu. Đấy thì bây giờ thả diều to hơn để các bạn nhìn thấy đi. Ở đấy bây giờ anh em mình đang nghĩ lôi một con siêu phẩm nào ra. Nhưng mà ra đây ấy thì có nhiều người quá. Bên này cũng có người mà bên này cũng có người thì người ta cứ bảo là hai thằng này nó bị điên hay sao, nó đứng lên nó nói chuyện với camera một mình anh em ạ. Mày thấy anh em mình có phải là điên không? Tao thấy sắp điên rồi. Ok anh em nhá. Thì hôm nay nhân tiện Đạt Châu đến nhà mình chơi thì mình cũng muốn gọi là đón Đạt Châu bằng một con siêu phẩm mà Đạt Châu đã từng mua lại rồi. Đấy, là con siêu phẩm 5m. Đấy, mình giải thích cho anh em vì sao con 5m và bộ sáo này vẫn còn ở đây. Mặc dù là đợt trước Đạt Châu đã mua lại rồi, là vì là đợt đó mình đang thiếu tiền, gọi là rất khó khăn, cho nên là Đạt Châu giúp đỡ để gọi là mình cặp con diều 5m này lên chỗ Đạt Châu và Đạt Châu cầm về. Còn khi mình có thì mình sẽ chuộc lại anh em nhá. Đấy, câu chuyện này thì hôm nay mình mới tâm sự trên này. Còn nhiều bạn thắc mắc là tại sao là bảo bán rồi mà lại vẫn thấy quay. Đó. Nói chung là anh em mình thì nó đi đâu mà mất đâu. Đúng rồi đấy. Thì anh em mình sống theo cái quan điểm là giúp đỡ nhau theo kiểu đó. Còn anh em sau này anh em ra xô anh em có thể có những bạn bè cũng thân thiết để chơi kiểu đó anh em nhá. Đấy. Thì bây đây anh em mình đã lôi sẵn con diều 5m ra đây rồi anh em nhá. Đây là khung của nó này, cái này. Đấy, anh em đã xem rất nhiều lần rồi đúng không? Và đây là áo. Đấy, thì lần nào buông con này cũng hơi mệt. Đúng mệt rồi. Đấy, Đạt Châu đã gọi là bao nhiêu lâu rồi chưa lắp con diều này nhỉ? Mấy tầm 4 tháng rồi. 4 tháng đấy. Đạt Châu tầm 4 tháng chưa lắp con diều 5m này rồi anh em nhá. Và bộ sáo thì mình đã phơi ra đây rồi anh em này. Đấy, nằm xoãi xài ra đây rồi. Đấy, tí nữa mình sẽ sấp nước và mình sẽ cho nó lên thử xem có kêu to không. Ok anh em ơi, bây giờ anh em mình sẽ lắp vào luôn anh em nhá. Bởi vì gió to quá rồi. Ok, sẵn sàng chưa? Ok luôn. Let's go. Ok anh em ơi, thì thực sự với các bạn là mỗi lần lắp con diều này lại là một nỗi ám ảnh của mình với Đạt Châu anh em ạ. Phải đấy. Từ nãy giờ hơn tiếng đồng hồ anh em mình mới lắp xong sáo với Đạt diều anh em nhá. Đấy, anh em nhìn này. Và con này chắc khả năng là anh em mình chỉ thả được một lần này nữa thôi. Bởi vì nhìn này, anh em mình phải dán ni lông bởi vì là nó bục hết ra rồi anh em ơi. Lần sau mình sẽ thay một cái bộ áo mới vào con diều này. Đấy, bộ sáo thì anh mình cũng cắt ra. Bây giờ nó thưa mẹ một chỗ quả này rồi anh em ạ. Đấy. Rồi.
Đây, tất... Chào anh em nhá. Đấy, tất cả anh em chả trâu đang ở đây. Và hôm nay thì thử thách hai anh em mình thả con diều này anh em ạ. Bởi vì là không có ai hỗ trợ cả, chỉ có hai anh em mình thôi. Đấy. Không biết có thả được không ấy. Đấy. Thì ok, bây giờ anh em mình sẽ di chuyển ra ngoài đồng anh em nhá. Let's go. Đã lâu lắm rồi thì mình không được cùng Đạt Châu thả những con diều như thế này. Thì mình rất là nhớ cái khoảnh khắc, những khoảnh khắc này. Đó, anh em có thể thấy là rất là to. Và Đạt Châu từ nãy giờ rất là nản luôn anh em nhá. Bởi vì lắp con diều này hơn tiếng đồng hồ, mình không nói điều luôn. Bởi vì là những cái áo của nó bị hỏng rồi anh em ạ. Vãi nhái luôn. Bây giờ lắp xong bây giờ gió nó còn yếu kia. Lùi. Đấy. Đạt Châu bây giờ không không còn hứng luôn, không còn hứng để mà. Đấy. Ok anh em ơi, thì mình cũng không biết là còn gió không, nhưng mà anh em mình cứ cầm ra thả. Bên kia thì nó còn con 6 mét cơ, nhưng mà mình vẫn thấy nó lên, nhưng mà từ nãy giờ lưỡng rồi. Anh em mình thực sự là lắp con này rất là nản chí luôn anh em nhé. Nản chí thực sự luôn, bởi vì là cái áo diều nó căng quá. Với lại là nó bị xuống cấp rồi anh em ạ. Thế cho nên là anh em mình lắp rất là đau, hết nhừ hết cả tay ra. Đạt Châu bây giờ không còn cái sức sống nào mà đi thả diều đấy anh em ơi. Đấy. Mệt lắm. Mệt lắm rồi á. Đấy. Đạt Châu. Ôi giời ơi, hình như không đủ gió mọi người ơi. Giữ em ạ. Sao đây, sao đây? Thả ra kia rồi. Rồi. Ôi. Đây rồi. Tình hình nào lên được chưa? Lên được rồi. Kia quay cho bạn xem kìa. Nhưng mà thả hơi ngắn nhỉ. Vào tay. Ôi. Anh em ơi, tầm giờ gió kém rồi anh em ạ. Lên. Ôi. Ôi. Ui. Ô, hình như hơi ngảnh hay sao ấy mẹ ơi. Nhả nó ra khỏi đây. Ui. Anh em ơi, hôm nay may có ông em kia ra chạy cùng. Chứ còn không một mình là đúng mình toang luôn. Quả đấy mình chạy mình ngã luôn rồi anh em. Đấy. Niệm luôn anh em ạ. Anh em mình thả đúng cái lúc hết gió, bên kia con diều 6 mét xuống rồi anh em ơi. Nhưng mà anh em mình đã mất công mấy tiếng lắp rồi, anh em mình phải ra anh em nhé. Đấy. Con cá biển rất lên đây anh nhá. Gió tầm giờ kém rồi. Nó vẫn đứng được anh em ạ. Đấy. Mình ra chỗ dây của nó anh em nhé. Ui. Hôm nay mình quá là mệt luôn anh em ạ. Tí nữa mình không biết là mình có kéo xuống được không.
À, lướt rồi anh em ơi, lướt rồi, lướt rồi. Vẫn còn gió để nó đẩy lên anh em nhá. Nào, đẩy lên nào. Cố lên. Cố lên. Rồi. Vẫn lên. Uầy. Uầy. Bộ này thì rất là hay anh em ạ. Đây đặt trâu đây anh em ơi. Đấy. Uầy. Đây anh mình cột vào cây này anh em nhé. Đó. Bây giờ vẫn còn gió để nó đẩy lên thôi. Bởi vì cái dòng cá biện này nó rất là dễ lên. Những con khác thì xuống rồi. Còn con diều của mình thôi anh em ạ. Đấy nó cứ lưỡng này xuống nó có gió lại lên. Đấy nhìn nào. Lại lên giờ này. Đấy. Lên. Lên trao gió lên. Đó. Uầy uầy. Uầy uầy uầy. Đó. Ủa. À. Đạt Châu đang rất là mệt này anh em này. Đấy biết thế mình cho Đạt Châu chạy anh em ạ, chứ mình chạy phọt cứt ra luôn anh em ơi. Nhà mày tao đâm rồi còn hai vai đái rồi. Vãi nhiều đi. Mày lắm. Và đấy mình nghĩ là không lên được nhưng mà may quá có thằng em kia lên chạy giúp cho. Nhưng không là niệm luôn. Đấy bây giờ anh em mình để tự rơi thôi chứ còn bây giờ kéo về không có sức nữa rồi anh em ạ. Mà dạng diều này cũng rất dễ lên luôn anh em ơi. Đang là chưa được 100 mét mà lên được. À. Đấy anh em nhá. Không còn gió luôn. Con kia là con diều một à đâu 2 mét. Mà nó còn lững mà con này dễ lên luôn anh em ơi. Đấy. Ui giời. Ui giời. May quả đấy nó còn lên cho nhỉ. Quả đấy mà nó không lên thì cũng hơi mệt. Quả đấy mà không lên thì anh em mình rất là nản luôn anh em ạ. Nản cực kỳ luôn. Đấy hôm nay chỉ có hai anh em mình là cao thôi. Chứ còn các em chỉ hỗ trợ cầm ra thôi. Đấy. Nói chung là hôm nay là thành công rồi đấy. Đấy. Được cái may là con rêu cá bẹn này dễ lên nhờ. Cái này hôm nay mà đại trà thì khả năng là chạy 5 vòng cái này cũng không bay được. Đây này lướt rồi anh ạ. Không còn tí gió nào luôn anh em ơi. Ok anh em ơi, bây giờ anh em mình sẽ cho con diều này xuống anh em nhá. Đấy. Uầy 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 uầy. Đấy. Thử thách đặt trâu kéo tận tay. Anh em ơi, thử thách đặt trâu kéo tận tay con diều 5 mét này anh em ơi. Đấy, lâu lắm mới có dịp anh em mình gọi là hội tụ để gọi là thả diều. Thì hôm nay thể hiện bản lĩnh đi, vừa nãy tôi chạy rồi. Vừa nãy mình chạy học cứt cùng em kia luôn. Ok. Đấy. Kéo tận tay đi nhá. Ok ok. Ui. Đấy. Liệu rằng gọi là Đạt Châu cùng với anh em có kéo được tận tay con này không anh em ơi. Đấy. Hả? Lấy giờ. Từ từ anh kéo con này xuống đây em ơi. Niệm anh em ơi, niệm rồi. Niệm rồi. Không thì để hôm khác lấy được em. Mai đi. Vơi 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 vơi. Không nhưng mà chuyện. Nào. Anh em ơi, anh em ơi. Liệu rằng Đạt Châu có kéo được không? Đạt Châu đang phi rất nhanh. Đang phi rất nhanh cũng rồi. Nào. Đạt Châu đang phi rất nhanh. Giờ tôi tay gãy niệm luôn. Cẩn thận tôi tay nhá. Đấy anh em ơi. À. Nào. Ôi. Ôi kìa. Anh em ơi. Cố gắng vào Đạt Châu ơi, cố gắng lên, cố gắng lên. Cố gắng lên anh em ơi. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Ôi em cứ lên em lấy đi em ơi. Anh giờ anh đã về sao được. Nào. Kìa. Kìa. À, Đạt Châu có kéo được tận tay không anh em ơi. Cho nó vào bờ ấy. Cho nó vào bờ giữa đấy. Thả thả. Ôi giời ngố thế. Cho nó sang bên kia. Cho nó sang bên kia rồi thả. Đấy thả ra. Thả. Ôi từ từ. Thả đi, thả đi, thả đi. Ôi ơi, giời ơi, đúng giữa luôn anh em ơi, đúng giữa luôn. Đấy, đã cấp chưa? Tao bảo rồi. Kỹ năng của mày vẫn còn kém lắm. Mày ơi, mày ra sáo sáo không nó ngã vào sáo gì à? Em ơi, ra ngửa cái đuôi về đằng này em ơi. Đấy nhá.
ấy đặt trâu may có bình chỉ bảo. Ấy em ơi cho anh yêu về đây em ơi. Em ơi kéo cái đuôi đặt xuống ấy. Đây kéo xuống đây đúng rồi đúng rồi. Đấy anh em nhá. Niệm luôn anh em ơi. Ui giời. Ok anh em ơi. Thì con diều đã hạ cánh an toàn rồi anh em nhá. Hạ vào đúng giữa bờ luôn anh em ạ. Quả đấy có mình chỉ đạo gọi là đạt trâu. Thì thực sự với các bạn là thực sự là hôm nay là một ngày khó khăn của hai anh em mình sau những năm tháng, ngày tháng mà anh em mình xa nhau. Đấy, thì hôm nay nó cũng là một cái kỷ niệm. Đấy, rồi là cuộc sống rồi ai cũng phải lớn dần anh em ơi. Ai cũng lớn dần rồi là không còn gọi là vui vẻ tập trung được như trước nữa anh em nhá. Đấy, thì bây giờ Đạt Châu sẽ tháo diều ra, còn mình thì lên kia mình thu dây anh em nhá. Đó, thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận góp ý để mình sớm đạt 100k người đăng ký nhá. Và bây giờ bye bye. Chào các mọi người nha.